Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog Tim Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì xin mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Tâm sự. Chúng ta cùng lắng nghe những tâm sự được chia sẻ và cập nhật hàng ngày trên kênh. Rúng động chuyện bùa yêu của trai tanh kém quả phụ 25 tuổi. Câu chuyện thật như đùa về người quả phụ và chàng trai lần đầu biết yêu ở xã Đồng Lâm, huyện Hoàng Bồ, Quảng Ninh khiến cho người dân đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thứ bùa yêu ma quái dường như được hiện hữu ở chốn rừng thiêng nước độc này. Không ai dám đến Khe Lèn. Khe Lèn là một thôn hẻo lánh nhất ở xã Đồng Lâm, là nơi chúng tôi không thể tìm đường trên định vị bản đồ. Một phần do cung đường hiểm trở, nhiều dốc núi dựng đứng, một phần do không quen đường cho nên phải 6 giờ tối chúng tôi mới tìm được đến xã Đồng Lâm. Các chú đến Khe Lèn làm gì? Ban ngày dân bản còn không dám bén mảng tới nữa là tập choạng tối. Nếu có công việc thì tốt nhất là thuê nhà nghỉ rồi sáng mai hẳn vào. Người phụ nữ trạc tuổi 30 đang vắt cây ở bìa rừng, nhanh miệng đáp khi chúng tôi hỏi đường. Sau khi nhờ rất nhiều người dân dẫn đường mà không thành, chúng tôi may mắn gặp được một người đàn ông đang say rượu. Với gương mặt đỏ lừng, giọng nói lè nhè, người đàn ông tuổi ngoại tứ tuần nói: "Nếu các cậu có việc gấp thì tôi dẫn đi, nhưng phải trả tiền đấy nhé." Sau khi thỏa thuận, chúng tôi đi theo chân người đàn ông đến Khe Lèn. Quãng đường không quá xa, nhưng do trời tối, đường đồi quanh co hun hút vực thẳm cho nên phải mất gần một giờ đồng hồ chúng tôi mới đến nơi. Sự hoang vắng u tịnh khiến người khách phương xa không khỏi rợn người toát mồ hôi lạnh. Đến Khe Lèn, chúng tôi mới kể chuyện tìm vào nhà của bà Bàn Thị Năm. Ngay lập tức người đàn ông dẫn đường tỏ rõ sự lo sợ trên khuôn mặt, có vẻ như do đi bộ xa mồ hôi ra nhiều nên hơi rượu tan đi phần nào khiến cho ông tỉnh táo hơn. Phải bà Năm lấy thằng Long kém gần 30 tuổi làm chồng không? Các cậu nghĩ xem, ai đời một chàng trai khỏe mạnh chưa vợ lại đi lấy một quả phụ bằng tuổi mẹ mình? Có phải bù yêu thì mới xảy ra chuyện tay đình như thế này? Mà tôi nghe nói là dân trong đấy nhiều người biết làm bù yêu lắm. Các chú cứ cẩn thận, có mang theo tỏi hay ớt gì đi chưa? Người đàn ông vừa thở hổn hển vừa nói. Hơn 7 giờ tối, chúng tôi có mặt tại đoạn rẽ từ đường lớn vào Khe Lèn, cách khu vực nhà bà Năm ở khoảng 3 km. Lúc này người đàn ông bảo chúng tôi tự đi, nhận tiền công và nhanh chóng biến mất trong màn đêm u tịnh. Muốn tôi kể chuyện thì đưa 10 triệu đây. Đến đầu làng, trời đã tối đen, hỏi đường vào nhà bà Năm ai cũng bất ngờ rồi cười lớn. Các anh là nhà báo hả? Bà ấy không kể chuyện đâu, bén mảng là bị đuổi ngay. Dù vậy họ vẫn chỉ đường cho chúng tôi. Nhà người phụ nữ này ở cuối con đường nhỏ gần khe suối có cây mai trước cổng. Khá may mắn khi chúng tôi đến, cặp đôi này đều có mặt ở nhà. Ngoài bà Năm và anh Long thì còn có mấy đứa cháu nhỏ của bà Năm đang cùng ăn cơm tối. Thấy có khách lạ, người phụ nữ sinh năm 1955, với vóc dáng bé nhỏ, làn da nhăn nheo và mái tóc phát lách những vợt sợi bạc, chạy ra hỏi chuyện. Anh Long, người đàn ông trai tráng khỏe mạnh với làn da ngăm đen, thì ngồi yên nhưng đôi mắt chăm chú nhìn từng cử chỉ của vợ. Vừa nghe chúng tôi giới thiệu là nhà báo thì bà Năm nhanh chóng mời chúng tôi ra ngoài đường nói chuyện. Tôi quá buồn, người ấy chưa có gia đình, chúng tôi phải ở với nhau có gì là sai? Người phụ nữ gay gắt. Thấy bộ dạng mệt nhọc của chúng tôi khi vượt một quãng đường xa xôi từ Hà Nội về đây, người phụ nữ thay đổi sắc mặt và đề nghị. Giờ các anh muốn tôi kể chuyện cho mà nghe thì đưa 10 triệu đây. Dù đã được mời vào trong nhà nhưng chúng tôi bắt chuyện với anh Triệu Đức Long thì bà Năm một mực cản lại. Trong câu chuyện ngắn ngủi, người đàn bà già nua ấy luôn miệng nhắc đến tiền. Có tiền mới kể, ít nhất là 10 triệu, không có tiền thì mời về. Dứt lời, bà Năm tỏ ý muốn tiến khách. Sau những câu chuyện ngắn ngủi, chúng tôi rời khỏi ngôi nhà đầy bí ẩn và tìm đến nhà ông Bàn Văn Đường, 70 tuổi, anh họ của bà Năm và cũng từng làm trưởng thôn Khe Lèn hơn 10 năm. Mấy năm nay bà ấy có tiếp nhà báo đâu, ai vào cũng đuổi, các cháu đã ở xa về đây thì ông kể cho mà nghe. Ông Đường vừa nói vừa dẫn chúng tôi đến nhà anh Bàn Ban Đáo, là trưởng thôn mới của Khe Lèn. Anh báo là cháu của ông Đường, bà Năm.
Ngoài ra thì ông Bàn Văn Thành, em ruột của bà Năm và vài người dân cũng có mặt tại đấy. Theo lời kể thì khoảng 17 năm về trước, khi đó chồng bà Năm là ông Triệu Đức Hình mắc bệnh về phổi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn lại không có điều kiện chạy chữa cho nên bệnh tình ngày càng nặng. Bốn con của bà Năm đi khắp nơi làm thuê kiếm tiền. Chỉ có bà và cô con gái là chăm ông Hình. Triệu Đức Long sinh năm 1980, chính là bạn của con trai bà Năm. Nhà Long ở thôn Cài cùng xã Đồng Lâm. Một lần đến thăm bố bạn ốm thì Long và bà Năm chạm mặt. Sau lần ấy thỉnh thoảng Long ghé thăm nhà bà Năm giúp đỡ việc nhà và đồng áng. Sau khi ông Huỳnh qua đời, Long thường xuyên qua thăm bà Năm hơn. Sau đó không lâu thì chàng trai này khăn gói quần áo đến ở luôn nhà bà Năm. Năm ấy Triệu Đức Long vừa tròn 20. Biết chuyện thì gia đình anh Long một mực phản đối. Họ không chấp nhận việc con trai mình lấy một người đàn bà quá phụ lớn hơn 25 tuổi. Sau nhiều lần họp chồng họ thì các thành viên trong gia đình tổ chức đến nhà bà Năm bắt anh Long về, giam nhốt, dọa nạt đủ các cách không được. Chỉ vài ngày sau thì anh Long lại trốn qua nhà bà Năm ở. Có lần bên ấy bắt thằng Long về buổi chiều, đến tối có trời mưa lớn, nó lợi dụng mọi người không để ý nên đội mưa bằng rừng về ở với bà Năm. Ông Đường nhớ lại. Thế là gần 20 năm qua họ chung sống với nhau bất chấp sự cấm cản dị nghị của mọi người. Giờ đuổi chú ấy đi lấy vợ khác chú ấy cũng không chịu. Cặp đôi này còn tình cảm và ríu rít còn hơn nhiều cặp đôi vợ chồng trẻ khác trong làng. Họ làm gì cũng có nhau, đi đâu cũng không bao giờ đơn lẻ. Thi thoảng lắm mới có tiếng cãi vã trong nhà nhưng chỉ vài ba câu. Tôi chưa bao giờ thấy họ đánh nhau hay là làm phiền dân làng bằng những trận cãi vã lớn tiếng. Trưởng thôn Bàn Ba Báo tham gia vào câu chuyện. Khi hỏi về sự xuất hiện của thứ bùa yêu đầy mê hoặc trong chuyện tình hy hữu này, ông Đường cho biết là bà Năm có chị gái què nổi tiếng làm bùa yêu. Lúc còn sống bà ấy gọi là bùa mê hoặc cả ông thông gia. Còn việc bà Năm có được chị gái dạy cho cách làm bùa yêu không thì chúng tôi không rõ. Chị Bàn Thị Duyên là hàng xóm nhà bà Năm ngồi im lặng từ đầu, nghe đến câu chuyện bùa yêu cũng góp chuyện. Thôn mình có anh chàng tên Chuột, hơn 3 năm trước thì yêu một cô bé bạn bên, nhưng nó không ưng. Về sau này thì anh ấy nhờ thầy bùa làm bùa yêu rồi chẳng mấy chốc mà đi đến hôn nhân, giờ hai đứa có với nhau ba mặt con rồi. Ông Bàn Văn Thành cũng bảo chuyện bùa yêu ở Khe Lèn là có, chỉ có điều là người ta sử dụng nó với mục đích tốt hay xấu mà thôi. Có những cặp vợ chồng muốn chung thủy với nhau trọn đời thì dùng bùa yêu rất tốt, còn dùng để ép những người không ưng mình về làm vợ hay làm chồng mình thì ai cũng phải khiếp sợ, ông Thành nói. Chung sống với nhau gần 20 năm không đăng ký kết hôn. Chia sẻ về câu chuyện của bà Bàn Thị Năm và anh Triệu Đức Long, lãnh đạo xã Đông Lâm, Hoàng Bồ, Quảng Ninh cho biết, ngay từ khi anh Long chọn về ở với bà Năm thì chính quyền địa phương đã nhiều lần đến tuyên truyền giải thích tư tưởng cho cả hai nhưng không ăn thua. Sau thời gian dài họ chung sống hạnh phúc với nhau, xã cũng động viên hai người đến ủy ban đăng ký kết hôn cho nó đúng quy định của pháp luật nhưng họ không chịu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Hãy chia sẻ những cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới. Và kiểm tra xem mình đã đăng ký nhận tin hay chưa. Nếu chưa thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình. Và bây giờ thì quý thính giả có thể nhấn vào đây để chúng ta cập nhật thêm những thông tin nóng hổi hơn. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.